Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh The Canavians. Thì trong thời gian vừa rồi mình khá là bận cho nên mình không thể nào ra mắt vlog mới. Ngày hôm nay mình làm một cái vlog về chủ đề hút cần cái chuyện thức thần. Thì chuyện thức thần ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái chủ đề cũng khá là hay, đó là trải nghiệm, chia sẻ cái trải nghiệm của mình cũng như là những cái thông tin mà mình biết về microdosing chất thức thần, tức là vi lượng chất thức thần. Mình đã áp dụng cái chương trình vi lượng thức thần cho cuộc sống của mình trong vòng 1 năm và cũng có khá là nhiều cái trải nghiệm thú vị. Thì hy vọng cái vlog ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về vi lượng nấm thức thần ha. Thì vi lượng thức thần là cái việc sử dụng khoảng từ 1/20 đến 1/10 cái liều đạt ngưỡng ảo giác của một loại thuốc gây ra ảo giác thức thần. Vi lượng nó không đủ để làm kích hoạt cái ảo giác, nhưng nó sẽ đủ để làm sắc nét cái tâm trí của các bạn. Những người mà có cái trải nghiệm vi lượng psilocybin nấm á, thì họ chia sẻ rằng nấm nó có thể làm tăng khả năng sáng tạo và làm dịu lo lắng, làm giảm nhu cầu và cái lượng chất kích thích như là caffeine, nicotine, đồ uống có cồn, cần sa, và nó giảm cái triệu chứng trầm cảm, thậm chí là cũng giảm bớt cái sự ảnh hưởng của dục tính trong cái suy nghĩ của chúng ta. Đặc biệt hơn á, ở cuộc sống của mình là mình chủ động hút ít cần sa lại rất là nhiều. Và khi mình hút cần sa thì mình không có bị cái cảm giác chai đồ, bị high tolerance. Thì vi lượng là cái liều lượng khoảng bao nhiêu? Mọi người thì thường bắt đầu ở cái mức như mình nói là 1/20 đến 1/10 cái liều giải trí của bất kỳ cái chất nào mà họ đang thử. Và họ sẽ điều chỉnh dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của họ. Nếu họ đang gặp phải hiệu ứng thị giác á, thì có nghĩa là đã dùng quá nhiều rồi đó. Khoảng từ 5 đến 10 microgram LSD nè, nhiều hơn một chút cho 1P LSD và 0.1 đến 0.4 gram cho nấm thức thần. Vậy liều lượng microdose được thực hiện với tần suất như thế nào? Thì hầu hết mọi người sẽ sử dụng 3 ngày một lần và mình cũng vậy. Mình nghĩ ít nhất mỗi 2 tháng giữa 4 tuần sử dụng vi lượng thì rơi vào khoảng 2 gram trong vòng 3 tháng cho một cái liệu trình vi lượng uống và xả vi lượng. Vậy vi lượng thức thần có phù hợp với bạn không? Chỉ có bạn mới có thể biết được điều đó thôi, vì chất thức thần nó không phải là một cái loại chất được rất là nhiều chính phủ trên toàn thế giới ủng hộ nghiên cứu. Nên hiện tại thì chỉ có một số nước rất là phát triển hiện nay đang tiến hành nghiên cứu tác động cũng như là lợi ích ứng dụng vào y khoa của chất thức thần. Có những người trải nghiệm thì họ sẽ nhận được rất là nhiều lợi ích từ trải nghiệm, và cũng có những người họ không phù hợp với cái trải nghiệm này. Vậy nên mình làm vlog ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn cái trải nghiệm thực tế của mình và kinh nghiệm mà mình đã tổng hợp được từ mọi người, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về microdosing chất thức thần nha. Tại vì Canada là một cái đất nước rất là tiên tiến về rộng mở về nghiên cứu về thức thần. Canada cũng đã bắt đầu hợp pháp hóa cái trải nghiệm vi lượng thức thần cho những người bị trầm cảm và ung thư giai đoạn cuối. Tìm tới cái trải nghiệm này, mình không có ý định để nhìn thế giới bằng ảo giác hay là cảm nhận đa vũ trụ hoặc là tìm kiếm một cái hành trình thiêng liêng thức tỉnh nào như là những cái trải nghiệm full trip thức thần hết á. Và khi tìm tới microdosing thức thần thì mình chỉ chọn microdosing bằng nấm thức thần, bởi vì mình hiểu được cái lợi ích y khoa rõ rệt mà nấm thức thần mang lại là cái vỏ chitin của nấm á, chữa lành da và bệnh ngoài da rất là hữu hiệu, kể cả da và móng tóc của cái người mà bị ung thư đã qua hóa xạ trị hoặc là bị chàm hóa lâu năm á. Có lẽ thêm một điều nữa mà rất ít người biết là cái ông Hoffman là người đã tìm ra cái công thức phân tử của vỏ chitin, và có lẽ trong lúc cố gắng tạo ra chitin nhân tạo trong cái phòng thí nghiệm thì ông đã vô tình tổng hợp ra LSD đầu tiên trên thế giới. Tại vì ông nội mình là một nhà hóa học thì ông có nói với mình có lẽ tất cả cái gì con người đi tìm kiếm thì đó là cái thứ mà họ muốn tạo ra. 14 năm kể từ khi mà nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu ảo giác James Fadiman đưa ra cái khái niệm về vi lượng chất thức thần, và ông gợi ý cái liều lượng cũng như là liệu trình được nhiều người áp dụng cho tới ngày nay. 7 năm sau đó, khi microdosing chất thức thần trở thành bí quyết của những thiên tài ở Silicon Valley, thì giờ đây trong cái nghiên cứu đầu tiên về vi lượng chất thức thần, các nhà khoa học ở Hà Lan đã phát hiện ra rằng vi lượng thức thần không có ảnh hưởng đáng chú ý đến cái khả năng giải quyết vấn đề của các bạn. Không ảnh hưởng đáng kể đến tư duy hợp lý và suy luận trừu tượng, được gọi là dạng trí thông minh mềm. Nhưng mà cái phương pháp này nè, dường như là nó cải thiện hai cái hình thức tư duy hợp lý và suy luận trừu tượng để làm nền cho sự sáng tạo rất là bùng nổ.
Bên cạnh những cái báo cáo như vậy thì có những cái báo cáo nó cho rằng các vùng tiền tuyến chủ về cái phần suy nghĩ hợp lý, về logic và hoạt động hiệu quả trở nên mất ổn định, kết hợp với hoạt động ở các vùng mà kiểm soát về cảm xúc, các vùng để tạo ra cái ý thức không bị hạn chế và tạo ra cái trường hợp tâm trí lang thang, nó cho là cảm giác mọi thứ đều được kết nối đến mọi thứ khác. Với mình thì đây là một cái trải nghiệm cảm xúc rất là tốt, nhưng mà mình không rõ là với người khác thì sao, bởi vì trải nghiệm này cũng đã xảy ra với mình, nhưng mà mình cảm thấy rất là chủ động và cảm nhận với sự kết nối của mọi thứ quanh mình với nhau với một cái tâm thế rất là hài lòng, và mình cảm thấy cái dữ liệu của cuộc sống đó, nó được gom lại thành một cái big data rất là gọn ở trong cái đầu mình, có thể suy luận cũng như là đưa ra những cái quyết định khá là hiệu quả. Thì dù ở bất kỳ cái liều lượng nào, psilocybin cũng sẽ liên kết với các thụ thể với chất dẫn truyền thần kinh bằng serotonin. Vỏ não thì nó chứa đầy cái mạng lưới các thụ thể 2A này, cho nên đặc biệt là ở cái khu vực mà kiểm soát về sự phản xạ nè, trí tưởng tượng và nội tâm. Nhưng mà không biết là có cái liều lượng tối thiểu nhất định nào, tức là một cái liều lượng mà nó ở cái ngưỡng vừa đủ để kích hoạt cái thụ thể 2A này hay là không. Thì đó là một cái câu hỏi thực nghiệm mà các nhà khoa học đang rất là quan tâm tìm kiếm qua những cái trải nghiệm của những người thực hành cái vi lượng microdosing trong cuộc sống. Hiệu ứng của cái việc sử dụng vi lượng thức thần là nó làm sắc nét tất cả các giác quan của bạn. Như thể là tần số của các tế bào vật chất và cái trường năng lượng của các bạn được nâng lên một chút và đang có một cái ý thức cao hơn một chút. Theo Ấn giáo giải thích trong cái triết lý của họ như sau: cái phần tự ngã gồm năng và chất, thì đó chính là âm và dương, hoặc là lực Shiva và lực Shakti. Thì khi tần số của các bạn được nâng lên từ năng lượng đến cái thể vật chất thì các bạn sẽ cảm nhận về cái tự ngã, tức là cái sâu thẳm nhất của mình, tốt hơn nhiều. Những gì mà mình mong muốn và nhận được từ microdose thức thần 2 lần một tuần thì khá là khiêm tốn so với cái kỳ vọng của một cú full trip bùng nổ về tâm trí. Nhưng mà nó tác động rất là rõ rệt và chân thật theo cái hướng khá là tích cực đối với trải nghiệm của cá nhân mình. Cái trải nghiệm này nó khiến mình có đủ cái năng lượng để hạn chế cái việc mà hút cần sa. Như thể là mình đang đi vào một cái quỹ đạo có kiểm soát hơn cho một cái ngày làm việc không đó. Thì nếu mà mình trở nên mất tập trung hay là mình lost ấy, thì mình sẽ nhận thức rất rõ về điều đó. Như thể là mình đang nhìn thấy chính bản thân mình từ góc nhìn của một con chim đang quan sát bản thân, hành động và phân tích. Vì vậy mình cảm giác là mình có thể tự điều chỉnh bản thân rất là nhanh. Mình không có muốn trải nghiệm vượt quá 0,4 gram nấm thức thần, bởi vì 0,5 gram nó khiến mình trở nên bị phấn khích và mình nói chuyện trở nên rất là nhiều triết lý ở trong cuộc nói chuyện của mình. Điều này thì không phải lúc nào nó cũng phù hợp với mọi cái tình huống xã hội ha. Cái mặt tích cực nữa là trải nghiệm về vi lượng thức thần có nó giúp cho những cái kế hoạch kinh doanh của mình nó trở nên có nhiều khái niệm, ý tưởng và nhiều cái giải pháp hữu hiệu hơn. Trải nghiệm vi lượng thức thần giúp mình hiểu và hình dung rõ hơn về các khái niệm của người khác diễn đạt trong cái công việc khi mà thảo luận và lắng nghe giải pháp với cộng sự. Thì trong cuộc sống tinh thần và thực hành tâm linh, giống như là đọc sách viết học hoặc là luyện tập quán tưởng và điều hòa cái luân xa để làm cho bản thân được bình tĩnh hơn, nâng cao cái cảm nhận về bản thân hơn, thì mình có cái sự nhìn nhận và liên kết tốt hơn giữa tâm linh và những cái hiểu biết khoa học. Mình cảm nhận tốt về cách mà mọi thứ nó có thể trông như thế nào và cảm thấy rất là đa chiều để kết nối và cảm nhận nó. Tai mắt mình cảm thấy có cảm nhận về cao độ tiếng vang tốt hơn, cái màu sắc nó tươi sáng hơn khi mà cảm thụ nghệ thuật hay là đi dạo rồi tận hưởng những ngày đẹp trời, mình cảm thấy cuộc sống của mình nó trở nên sâu sắc và ý nghĩa nhiều hơn. Mình cảm thấy rất là hài lòng với cái lợi ích mà vi lượng nấm thức thần mang lại cho mình. Sau một cái thời gian là một năm trải nghiệm đối với liều lượng có kiểm soát nghiêm ngặt, thì mình cảm thấy cái trải nghiệm về tâm trạng nè, cái thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống cũng như là cái tâm tính của mình nó dần cải thiện theo cái chiều hướng rất là tích cực và hòa đồng. Mình có cái khoảng không gian cho bản thân mình để nhìn ngắm và quan sát, đối thoại với chính mình bên trong để cải thiện cái chất lượng sống. Và mình không có bị cái cảm xúc tiêu cực cũng như cái sự chán nản khi mà mình phải bắt đầu lại một cái điều gì đó, hay là cái sự ngại thay đổi, mất lòng tin, cái sự thiếu nghị lực đã và đang được cải thiện mỗi ngày rất nhiều luôn. Mình cảm ơn các bạn ngày hôm nay và mình sẽ cố gắng ra mắt một cái vlog mới trong hè này về chủ đề tần số,
Mong các bạn hãy ủng hộ kênh của mình nha.